đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. U23 Việt Nam có huấn luyện viên mới thay ông Chu Se. Đội tuyển Việt Nam nhận tin buồn từ Đoàn Văn Hậu. Bùi Tiến Dũng đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Người đại diện của ông Park Hang-seo vừa tiết lộ về khả năng ông sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đối đầu Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026. Thời gian qua, thông tin Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sa thải ông Jurgen Klinsmann vào vị trí cho chiếc ghế nóng của đội tuyển Hàn Quốc sẽ thuộc về ai đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong bối cảnh vòng loại thứ hai World Cup đang đến gần, Kera cũng đang ráo riết tìm kiếm một huấn luyện viên mới để dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, phương án trước mắt sẽ là một huấn luyện viên tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc ở hai lượt trận đấu đi và về gặp Thái Lan ngày 21 và ngày 26 tháng 3. Cách đây ít hôm, một số huấn luyện viên đang dẫn dắt các đội bóng ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc của K-League được Kera đề cử tạm dẫn dắt là Hong Myung-bo hay Kim Ki-dong. Thế nhưng mùa giải mới ở K-League sẽ khai màn vào ngày 1 tháng 3 nên các câu lạc bộ đương nhiên sẽ không muốn nhả người. Ở một góc độ khác thì nếu như thiếu vắng huấn luyện viên và câu lạc bộ thi đấu kém thì các cổ động viên nhiều khả năng sẽ phản ứng dữ dội. Do vậy, ủy ban tăng cường của K-League đã quyết định loại các huấn luyện viên đề cử từ K-League khỏi danh sách ứng viên cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển xứ Kim Chi. Thời điểm này, một số nguồn tin cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Hoàng Xuân Hồng là hai vị chiến lược gia được K-League lựa chọn làm ưu tiên số 1. Liên quan vấn đề này, trong chia sẻ mới nhất trên tờ NetSport, người đại diện của ông Park Hang-seo đã tiết lộ về khả năng cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Người đại diện của ông Park cho biết ông Park Hang-seo không có hứng thú với việc trở thành huấn luyện viên trưởng chính thức của đội tuyển Hàn Quốc. Ông ấy muốn để công việc này cho một hậu bối tài năng. Thế nhưng tôi hiểu rằng ông Park Hang-seo luôn muốn phục vụ đất nước, dù chỉ là hai lượt trận gặp tuyển Thái Lan diễn ra vào tháng 3 tới đây. Như đã đưa tin trước đó, theo tờ báo Jongang tiết lộ, nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chọn một huấn luyện viên ngoại thay vì đưa các nhà cầm quân nội. Họ không cho rằng các huấn luyện viên nội như ông Park Hang-seo là lựa chọn thích hợp ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu như nhìn vào thực tế, khi còn làm huấn luyện viên của tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã nhiều lần dẫn dắt cuộc đối đầu với Thái Lan. Với sự am hiểu của nhà cầm quân 47 tuổi, Kera hoàn toàn có thể tạm giao ghế nóng đội tuyển Hàn Quốc cho ông Park. U23 Việt Nam có huấn luyện viên mới thay ông Chu Se. Trợ lý Morley Salen tạm thời sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam thay huấn luyện viên Chu Se trong tháng 3 để chiến lược gia người Pháp chuyên tâm cùng đội tuyển Việt Nam chính thức tại vòng loại World Cup. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với U23 Tajikistan được tập trung vào tháng 3 tới. Việt Nam cùng hội quân và thời điểm với đội tuyển Việt Nam là ngày 12 tháng 3 với khoảng 30 cầu thủ được triệu tập. Do huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chính chiến hai trận với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vào cùng thời điểm này, lượt đi ngày 21 tháng 3 trên sân Gelora Bung Karno và lượt về ngày 26 tháng 3 trên sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, nên trợ lý huấn luyện viên trưởng Moulay Lansen sẽ đảm nhiệm vị trí quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu với U23 Tajikistan. Ông Moulay Lansen được xem như cánh tay phải của huấn luyện viên Philippe Chaussier khi trải qua quá trình làm việc cùng chiến lược gia người Pháp từ năm 2018. Vị trợ lý 56 tuổi này có cả bằng AFC và FIFA khi huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Trợ lý Moulay Lansen đã nhận được nhiều sự tin tưởng trong thành phần ban huấn luyện. Theo kế hoạch, thì U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 16 tháng 3. Sau đó sẽ lên đường sang Tajikistan để thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển U23 của nước chủ nhà. Trận đấu đầu tiên vào ngày 20 tháng 3 và trận thứ hai ngày 23 tháng 3. Hiện tại, VFF và Liên đoàn bóng đá Tajikistan đang trao đổi chi tiết hơn về kế hoạch tổ chức hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Tajikistan. Thông tin về sân thi đấu, thời gian thi đấu và kế hoạch truyền hình trực tiếp và các nội dung liên quan khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Đây là hai trận đấu mang ý nghĩa khởi động cho đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Qatar. Thầy trò Chu Se nằm ở bảng D cùng với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Trong khi đó, thì việc mời được Việt Nam sang thi đấu giao hữu cũng rất có ý nghĩa đối với Tajikistan khi họ phải đối diện với Ả Rập Xê Út, Iraq và Thái Lan ở bảng C. Đội tuyển Việt Nam nhận tin buồn từ Đoàn Văn Hậu. Theo những cập nhật gần đây, chiến lược gia người Pháp gần như không thể có được sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu.
Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Indo ở một chiến dịch lớn khác là vòng loại World Cup. Cuộc đối đầu lần này cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi mà hai đội là đối thủ chính của nhau trong bảng và đội thắng sẽ có cơ hội rộng mở để đi tiếp. Vì chấn thương của nhiều trụ cột và các yếu tố khác, đội tuyển Việt Nam đã để thua trước Indonesia tại Asian Cup. Chính vì vậy, ông Jose rất cần sự quay trở lại của các công thần để tạo nên một đội hình Việt Nam hùng mạnh nhất. Nhưng điều đáng buồn là theo những cập nhật gần đây, chiến lược gia người Pháp gần như không thể có được sự phục vụ của Đàm Văn Hậu. Hậu vệ trái này khó hồi phục và đạt thể trạng tốt nhất ở thời điểm Việt Nam đấu Indonesia. Trước đó, Đoàn Văn Hậu phát hiện chấn thương gót chân ngay sau khi V-League 2023 khép lại và anh đã bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại hai lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á cũng như Asian Cup 2023. Từ đầu mùa giải 2023-2024, Văn Hậu cũng chưa thể ra sân thi đấu trận đấu nào cho đội bóng chủ quản câu lạc bộ Công an Hà Nội. Được biết, hậu vệ sinh năm 99 lúc này đang tích cực tập hồi phục tại đại bản doanh của đội bóng ngành công an, trung tâm đào tạo PVF Hưng Yên. Chia sẻ về tình hình chấn thương của mình, Văn Hậu cho biết tình hình chấn thương của Hậu hiện tại đang phục hồi rất tốt. Tôi hy vọng giai đoạn 2 này tôi sẽ có thể quay trở lại để thi đấu cùng Công an Hà Nội và giúp đội bóng đạt được thành tích tốt ở mùa giải năm nay. Theo lịch thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt đi và về gặp đội tuyển Indonesia lần lượt ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3. Đến tháng 6, đoàn quân ông Chu Xê sẽ đá trận lượt về gặp Philippines và Iraq. Bùi Tiến Dũng đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai. Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn 2 của V-League 2023-2024 dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đồng ý gửi thủ môn Bùi Tiến Dũng cho Hoàng Anh Gia Lai mượn để đua trụ hạng. Cùng với Tiến Dũng thì các hậu vệ Trần Quang Thịnh, tiền vệ phòng ngự Huỳnh Tấn Tài cũng gia nhập đội bóng phố núi. Họ được kỳ vọng cải thiện chất lượng hàng thủ cho câu lạc bộ. Hoàng Anh Gia Lai lộ rõ điểm yếu với hàng thủ non trẻ từ thủ môn đến hậu vệ. Sau 10 vòng đấu, đội thua 6 trận, thủng lưới 15 bàn là câu lạc bộ yếu nhất của V-League và đương nhiên không thoát khỏi vị trí đáy bảng. Dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai thay Kiati Saksenamuang, ông Vũ Tiến Hành vẫn chưa có được chiến thắng và đang hy vọng tình thế có thể thay đổi với sự bổ sung nhân sự ở giai đoạn 2. Với Tiến Dũng, khoác áo Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội tuyệt vời để anh thể hiện giá trị sau thời gian dài không được thi đấu. Trận gần nhất Dũng bắt cho câu lạc bộ Công an Hà Nội là trận đấu gặp Viettel ngày 14 tháng 2 ở vòng 3 của V-League, tức hơn một năm về trước. Mùa 2023, khi chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh, Tiến Dũng bắt được 3 trận thì phải nhường chỗ cho Patrick Lê Giang. Khi Nguyễn Philip đến, Patrick được gửi lên chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Tiến Dũng ở lại dự bị 17 trận cho Nguyễn Philip ở V-League. Đến nay, người hùng Thường Châu của Việt Nam có tổng cộng 27 trận đấu liên tiếp không được bắt ở sân chơi cao nhất bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Trên hàng công, Hoàng Anh Gia Lai không bổ sung tiền đạo nội nào. Hồi giữa giai đoạn 1, Bầu Đức đánh tiếng gọi Công Phượng về nhưng cầu thủ này quyết định ở lại Nhật Bản. Ở mặt trận ngoại binh, Hoàng Anh Gia Lai giữ lại Jairo Rodriguez thay cho John Clay và Martin Delizay bằng Gabriel Ferreira và João Ferraz.